Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 6 năm tổ chức, hội chợ đặc sản vùng miền vẫn luôn có sức hút đặc biệt, được đánh giá như một kênh quảng bá hiệu quả cho các sản phẩm đặc sản Việt Nam. Đây cũng là sự kiện được người tiêu dùng thủ đô, doanh nghiệp, khách du lịch trong và ngoài nước hưởng ứng, chờ đợi vào dịp cuối năm để đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm nét văn hóa vùng miền Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Việt Nam đang cơ bản được kiểm soát. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố tổ chức thường niên tại Hà Nội, hàng năm thu hút gần 60 tỉnh thành phố trong cả nước tham dự. Các doanh nghiệp địa phương đều đánh giá cao vai trò của hội chợ, coi đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô và đặt nền móng cho việc xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái ý tưởng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch cho việc triển khai cái tuần lễ quảng bá đặc sản vùng miền tại Việt Nam của Việt Nam đối với nhân dân thủ đô, cũng như là đặc biệt là tập trung vào các chuỗi bán lẻ siêu thị. Qua những cái sự kiện như vậy thì chúng tôi cũng mong muốn là giới thiệu và quảng bá những sản phẩm đặc sản vùng miền này đến với khách hàng của Biazimat và nhân dân thủ đô. Từ đó cũng giúp cho Biazimat thu hút được nhiều hơn khách hàng đến với Biazimat, và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ tiếp tục có thể hợp tác với Trung tâm Xúc tiến trong thời gian tới để quảng bá một cách rộng rãi hơn đối với những cái sản phẩm đặc sản vùng miền của Việt Nam. Việc mà phối hợp với cả Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hà Nội thì Vinmart cũng đã có những cái việc triển khai để giới thiệu tới các khách hàng các sản phẩm đặc sản của các vùng miền. Ví dụ như là về các cái sản phẩm về rau thì chúng tôi đang có những cái sản phẩm cải làm của hay các sản phẩm cam của Hà Giang, cam Hàm Yên, các sản phẩm ổi lê hay là bưởi hồng da xanh, các sản phẩm về đặc sản của các vùng miền thì được đưa vào Vinmart để tạo thuận tiện cho các khách hàng tiếp cận được những cái sản phẩm nông sản đặc trưng của vùng miền. Họ cũng có chương trình giảm giá lên tới 30% cho các sản phẩm đó. Mỗi năm tổ chức là một năm không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về hình thức, quy mô và chất lượng sản phẩm tham gia hội chợ. Hội chợ đặc sản vùng miền tiếp tục khẳng định là cầu nối của ba nhà: nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản của các địa phương.